này luôn luôn sẵn sàng với các bạn. Mình quay lại cái clip để họ truyền lửa lại cho mình và tiếp tục trên con đường mình đã chọn. Cảm ơn chân thành, chân quý và trân trọng nhất gửi đến các khó. Bạn thấy rất hạnh phúc và đem đến những điều tốt đẹp nhất, những cái giá trị kiến thức nhất đến cho Bảo cũng như là tất cả các nhóm 33 ở đây và 34 ở đây, thì bạn thấy rất hạnh phúc không thể nào tả nổi. Thì trong quá trình học tập đó thì các cô đã truyền tải những kiến thức đến cho tụi mình rất là kỹ và các cô cũng giúp bọn mình rất là nhiều trong việc phát triển.